Hi. Xin chào các bạn đến kênh Đại Lâm Budo. Bình luận viên tào lao chào biết đâu Trần Hoàng Đại Lâm Balo Kali. Trước tiên chúc các bạn luôn sức khỏe, an lành, may mắn trong cuộc sống nha. Đây là kèo hạng kỳ đội. Đây thật sự là không phải là hai cao thủ đầu dò rất ghê gớm gì, nhưng đây là tính chất trận đấu kèo hạng các bạn, cho nên các bạn hãy nhớ vậy nha. Biết trước màn đóng kính của Lâm là chiều đầu dò và sang Phan Rang La Làng kỳ cho chiều, còn bên kia là Hảo Hảo ông Hoàng Châu Đốc kỳ cho Duyên. Duyên chấp dò nha các bạn. Duyên là một trong những người quốc tịch, ba quốc tịch các bạn: Thái Lan, Việt Nam, Campuchia, tên là Ali Khạp. Đây là sân 22 Nguyễn Hùng Cảnh, thị xã Giang Bình Dương của Vinh Siêu Nhân. Tỷ số hiện tại bây giờ là 1-2. Quá hay cho cái giò của chiều. Viên vừa đánh bóng ra ngoài tự sát tại đâm lát 3-1 nghiêng về cho chiều và sang Phan Rang. Đây là kèo hạng tính chất trận đấu rất gay cấn. Quá hay. Quá hay cho Triệu Lục. Các bạn nhìn Triệu Lục giống Việt Kiều nước ngoài các bạn. Trắng trẻo nước da, đẹp trai. Hả? Còn bây giờ nè, chú nói chuyện này chú, con đừng có buồn, con vui thì chú nói nha. Không phải, bây giờ có nhiều thằng con đen, bây giờ là chú kêu con là tiếng đen đúng không? Có mấy thằng kia nó đen, chú kêu nó đen nó không chịu. Tiếng đen là kêu đen, tại sao đen gọi là tiếng đen đúng không? Còn có thằng kia nó đen tù lồ, kêu nó đen nó không chịu. Gì? 1-3. Quá hay cho Triệu Lùng. Tỷ số tại giờ là 5-1. Sân này đánh 12 tới nha các bạn. Hữu Viên Ali Khạp vừa tự sát tại đâm lát đổi sân. 6-1. Không biết điều gì đang xảy ra với kèo hạng này. Hữu Viên quốc tịch Thái Lan, Cambodia, Việt Nam, ba quốc tịch các bạn. Anh ta đến từ Châu Đốc. Còn các bạn Hảo Hảo ông Hoàng Châu Đốc thì các bạn rất biết rồi. Hiện tại bây giờ là 17 giờ giờ địa phương thị xã Dĩ An Bình Dương. Quá hay. Một pha chấm mốc của Ali Khạp. Quá hay. 2-6. Hai cái thằng này đánh thì cái đi giống đi cờ bi da lắm. Hữu Viên gác ai Hoàng Tử, bộ Hữu Viên gác 84 đúng không? Thằng Kiểu đi cơ 12, cơ 8 là 12 đủ. Cái qua xa xa Hữu Viên gác 71, thằng Kiểu lên 12 đều. Hữu Viên ăn xe cuối cùng đồ gây cấn là Hữu Viên ăn bữa chiều tối quay đây nè. Hai này phá ghê lắm lắm.
Chịu phá là phá liền. Quá hay cho Hoàng Hảo một pha phòng thủ quá hay. Hoàng Hảo đã bắt bài quá hay. Quá hay cho Sang Phan Rang La Lan. Chưa sao các bạn ơi, quá gay cấn pha bóng này quá hay. Lại là hậu viên Ali Khap tự sát tại Đắk Lắk. Bảy ba. Bảy ba. Bữa nay chịu gác lại chứ. Lại là hậu viên Ali Khap tự sát tiếp tục. 8-3. Đây là Brazil Sport cùng dân đầu vàng cũng đến đây có mặt kèo hạng này để ủng hộ cho Ali Khap hữu duyên. Quá hay, một pha cú bóng thật sự quá hay của hữu duyên. Lại là chiều lùng phòng thủ không được tốt. Đấy, tại nhỏ vừa tự sát tại Lâm Lát tại vườn cao su. 1-1-3. À, các bạn thấy trọng tài ngồi trên khán đài là rất màu da nâu đen, đó là tiếng đen. Đấy. Chiều lùng lại tự sát. Đây là hai cầu thủ gặp nhau tự sát liên tục là chuyện quá bình thường các bạn ơi. Đã mời. 13 là 12 hả? 12 tới 5-8. Tất cả các cầu thủ này 12 tới mới biết kết quả các bạn ơi. Chứ bây giờ là chưa tới 12 chưa biết ra sao nha. Kỳ quanh tốt thiệt. Chưa sao. Quá hay cho Sang Phan Rang một pha bắt bài quá hay. Lại là chiều lùng tự sát tại Đắk Lắk liên tục và liên tục. Hình như sân bên kia có ma thì phải các bạn ơi. 6-8. Đây là hậu viên quốc tịch Thái Lan, Cambodia, Việt Nam. Còn có cái tên viết tắt là Ali Khap. Còn đây là ông Hoàng Châu Đốc. Ông Hoàng Châu Đốc bây giờ ông thở quá các bạn ơi. Ông Hoàng Châu Đốc rất điển trai chưa có nhiều các bạn ơi. Sáu tám. Quá hay. Một pha bẻ đường y của chiều lùng quá hay. 9-6 nghiêng về cho chiều lùng. 12 điểm tới các bạn.
quá hay cho sao mà đang. Theo như quan sát của thông tin, ông bầu của Hảo Hảo Châu Đốc đã canh dây, vô tình bóng rơi ngay dây. Ôi cơm bà, ôi cơm. Mười sáu. Lại là Triệu Lùng, đội bóng không qua lưới. 70. 70. Hiện tại trước đây khoảng 15 phút, 30 phút có một đám mưa cũng rất to các bạn. Và sân bãi hiện tại bây giờ cũng đang còn lè lội các bạn ơi. 70. Quá hay cho Samara một pha đón bóng quá hay. Pha phòng thủ tốt của viên Ali Khạp. Quá hay cho Samara. Quá hay cho Sang Văn Rang. Một pha nỗ lực quá hay của Sang Văn Rang. Mà cái giò Chiều Lùng cũng là quá hay. Bóng ngoài. 80. Quá kịch tính, quá hấp dẫn các bạn ơi. Thật sự trận đấu kèo hạn quá hay. 12 điểm tới các bạn. Hiện tại bây giờ là 18 nghiêng về cho Chiều Lùng. Tám mươi. Những điểm cuối rất gay cấn của kèo hạng này các bạn ơi. Một pha chấm nhỏ quá khó chịu của Chiều Lùng. Duyên và Hảo Hảo. Mười một tám. Kết thúc chương trình đài truyền hình đến lên hát, xin chúc mừng Chiều Lùng và Sang Phan Rang. Tỷ số 12-8. Kèo hạng đầy hấp dẫn tại sân 22 Nguyễn Hữu Cảnh, Dĩ An, Bình Dương, sân của Vinh Siêu Nhân. Thank you.